xin chào anh em, tôi là Sói Tuyết đây. Và hôm nay tôi sẽ lại tiếp tục mở hộp và chia tay nhanh cho anh em một cây súng nữa của hãng LCT. LCT thì là một hãng sản xuất về AK cao cấp rồi. Cái này thì mình cũng đã mở hộp rất nhiều cây rồi. Thế nên là nói nhiều cái hãng này thì có cái thằng nhàm. Như hôm nay thì mình sẽ mở hộp một cây súng mà mình rất là khoái, rất là thích. Đây, theo như mình đánh giá thì đây là cây súng AK cuối cùng của Nga mà mang hồn cốt của AK chuẩn xã hội chủ nghĩa ngày xưa. Đấy, đó chính là cây AK-74MN. Đây, nó phải ngăn luôn. Ok, chúng ta sẽ có một cái Captor đi. Cái này rất hay này, mình rất thích. Đấy, cao cấp một chút thì hãng cao cấp nó phải làm này này. Nó có thêm những hãng cái súng mới ra của hãng. Đấy, đấy, số AK chi tiết. Cái cây mà chúng ta nay review đó là cây AK-74MN. Đâu nhỉ? Cây đâu nhỉ? Đây mà nào đây, với cái tên mã là CK74MN ai cả, nhưng không phải phiên bản FFB, nó là bản thường thôi. FFB thì hay rồi, bắn vui giật bùng, mục tiêu khỏe, nhưng mà bù lại đi ọt thì nó khá là ồn. Những ai thực chiến thì không thích FFB lắm. Rồi ok, đầu tiên chúng ta có cái mác là CT. Đây là cái mác min cạp 130-150 viên, các bạn cứ nhổ với đi. Cái mác này rất hay nha. Cái mác nhựa đen đen này nó vui, là mình thích này. Nếu mà những cái dòng U ấy, dòng AK-74U thì nó lại là màu cam, màu gỗ màu cam thì rất là buồn cười. Mình khoái màu đen hơn. Cái tác là CT. Mua cái này các bạn nào có cái móc chìa khóa. Hay. Hôm trước có bạn hỏi là có cái anh có bán cái tác này không để mua treo chìa khóa cho nó ngầu. Vậy thôi, đây là cây súng chúng ta, hầu hết là chẳng nói gì khác. Thế này anh em đòi hỏi cây thông nòng hay là pin hay là sạc thì không có nhé. Còn như tất cả các cái hãng sản xuất Airsoft đều không tặng như đấy. Đây là những hãng cao cấp. Con này sử dụng pin dài, AK. AK thì mỗi là pin hết rồi. Rồi ok, đây là nhân vật chính của chúng ta, đây là cây LCT AK-74MN. Đấy, đầu tiên mình nhắc lại một chút là tại sao đây là cây AK còn mang hồn cốt của AK xã hội chủ nghĩa đâu, ngày xưa. Bởi vì các bạn thấy đấy, bây giờ những cây AK mới như AK-12, mấy cây AK Tactical nó thường có ray, có rap, các kiểu nhìn trông nó là một cái gì đó học. Nó là một cái gì đó học tập của các mẫu súng của NATO, những là những cái ray 22mm để gắn thêm các phụ kiện. Đấy. Nói qua một chút về cái AK-74MN này, nó là tiền thân đầu tiên là cây AKM, AKM sau đó người đến năm 1974 thì người ta ra phiên bản AK-74. AK-74 thì nó là ốp gỗ, cái này là gỗ. Sau đó thì đến hiện đại hơn chút nữa thì họ thay bằng gỗ bằng nhựa. Đấy, đây chính là nhựa. Các bạn nếu mà xem các cái buổi duyệt binh của quân đội Nga ấy, các bạn sẽ thấy là cái hình ảnh những người lính họ duyệt binh, họ cầm duyệt binh này, hoặc là họ ngồi trên những chiếc xe bọc thép, xe tăng ấy, họ cầm này. Ui nhìn ấn tượng phê vô cùng luôn, rất thích. Đấy. Nó thì hiện tại thì rất nhiều nước sử dụng cái này, tất nhiên chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩa thôi, ví dụ như Việt Nam, Lào, Triều Tiên vân vân. Cây súng này nó hiện diện rõ ràng nhất trong các bộ phim nói về chiến tranh giữa Liên Xô và Afghanistan. Chiến tranh Afghanistan thì diễn ra từ năm 1978 đến 1992, sau khi Liên Xô tan rã thì cuộc chiến tranh kết thúc. Đó là cây AK-74MN này, mình muốn chia sẻ thêm với anh em. Hay không? Hiện đại, cực kỳ hiện đại. Thực ra nói cực kỳ hiện đại cũng không phải cực kỳ hiện đại vì nói cây 12, nhưng mà so với cây AKM hay cây AK-74 thì cây MN này mình rất là khoái. Khoái ở chỗ là nó có cái gấp stock. Ôi giời, tập quá. Đấy, gấp đại, rất gọn. Trước mình chơi một cây của Sima rồi. Đấy, chơi một con AK-74 mà nào Sima là mình rất khoái nó. Khi gấp lại nhưng nó vẫn rất là dài. Nó là gấp thôi nhưng nó vẫn dài. À. Gấp lại thì nó là 710mm. Còn khi mà mở hết ra thì
thì nó là 960 mm, rất dài. Nhưng mà cái cầm của con AK này nó thích lắm, nó gọn gọn, nó cứ thanh thanh thế nào ấy, mình khoái nhất là cái phần ốp này. Cầm nó chắc chắn hơn là bằng nhựa, à quên, là bằng gỗ. Bằng gỗ thì sao ấy nhỉ, nó có cái cảm giác của mình cứ phải hơi gượng nhẹ một chút, hoặc là cái chất gỗ nó không ngon. Đấy. Còn bằng nhựa thì ok, thoải mái, cầm rất là mũi tay. Đấy. Các bạn xem bộ phim tiểu đội 9 thì của Nga ấy. Các bạn sẽ thấy các người lính họ sử dụng AK về tư màn nào này, tuyệt vời. Đấy. Những cái vật liệu mới, liệu composite được đưa vào để giảm trọng lượng của súng. Nhưng thực ra nói vậy thôi chứ nó chả giảm được mấy đâu. Rồi, nói qua thông số kỹ thuật của cây LCT AK-74MN được một chút. Từ với tên mã của nó là LCK-74MN. Kích thước khi mà gấp cái stock lại, gấp bán lại ấy, thì là 710mm. Mở hết bán ra là 960mm. Cân nặng của nó thì nhà sản xuất công bố là 4kg. 4kg. FPS là 400 FPS, được làm từ thép và nhựa. Nói chung là riêng AK LCT rồi ấy, hay là AK ENL rồi ấy, thì ENL rồi thì tất nhiên là khỏi về kiểm tra về cái mức độ thép đây đi, thì mình thấy nó hơi thừa thãi. Tất cả các thứ đều làm bằng thép rồi. Đấy, khỏi phải kiểm tra, mình đã kiểm tra rất nhiều cây rồi cho anh em rồi. Đặc biệt là cây súng có cái thông lòng. Nhưng mà mình nói thật, cái thông lòng này chỉ là màu thôi nhá, cho đẹp thôi nhá, chứ đừng, các bạn đừng cứ sử dụng để thông lòng thật cho cái súng. Nó sẽ làm xước cái inner của bạn, cái lòng của bạn. Rồi. Cảm giác cầm rất chắc chắn này. Cái stop này không có độ vặn đâu, không có một chút gì gọi là độ vặn. Nắp cũng không có tiếng lạch cạch hay là sao. Đó là cái mình thích ở AK. Tất cả mọi thứ của AK nó đều rất chắc chắn, từ cái stock, từ cái thân body các kiểu, nói chung là rất là chắc chắn. Nó cái rất là mình thích. Ok, bây giờ chúng ta xoay qua thiết kế của nó một chút. Đầu tiên chúng ta có một cái flat hider đặc trưng của dòng 74. Nó như thế này. Đấy. Tiếp là đến cái nòng này, bằng thép này, các bạn nhìn này. Có cái vết phay. Không biết camera có bắt được nét không, nhưng hôm nay nó, các bạn sờ sẽ thấy cảm giác như cái nòng thép, nòng ngoài, cái outer này nó được tiện rất là chuẩn chỉ. Này, vẫn có vết tiện hơi sờ, nó không bóng đâu đó, vẫn có một chút thì gần gợn nữa. Đấy, rất hay. Dầu mỡ này rất ghê. Mỗi lần mình mở cái AK là đều đi rửa tay lại. Và quần áo, nếu mà đã ôm một người thì quần áo sẽ bị ám mùi dầu mỡ. Chúng ta có một cái thông lòng cũng bằng kim loại luôn. Đấy. Mà đưa lên làm xoắn lại cho chắc. Một cái móc treo súng. Đấy. Chúng ta có hai điểm móc treo đây. Là bên đây. Một cái ốp bằng nhựa thì chắc chắn lắm. Nhựa không phải nhựa rẻ tiền đâu, nhựa cực kỳ ngon, chính chỉ chắc chắn. Rồi đến cái body bằng thép rồi, thép xịn luôn, không phải suy nghĩ nữa. Một cái mã hiệu của súng ở đây, AB292555, đấy các bạn thấy không? Cái này nhá, để đánh giá giữa LCT và ENL, FL đấy. Thì các bạn cứ để ý chữ này, riêng những dòng LCT ấy, thì các chữ khác rất là tinh vi. Có nghĩa là ví dụ như số 5 ấy, nhìn nó rất là nét. Hai chữ A, chữ B đều là nét đó. Còn riêng dòng ENL ấy thì nó lại mô phỏng giống như là ngày xưa nước Nga, nó tiện, nó không chỉnh chu lắm đâu. Nó cái gì nó hơi thô kệch. Nói chung các bạn phải chơi cơ. Ví dụ như cái số này đấy,
dòng INL ấy thì nó làm rất là thô, nó hơi nó mô phỏng ấy. Mình nghĩ là họ mô phỏng cho nó thô cạnh một chút cho nó giống thật, càng giống thật càng tốt đấy. Còn LCT thì nó lại đi theo sự chỉnh chu số 1 ra số 1, số 2 ra số 2 đấy. Đó là cách nhận biết body của hai dòng súng như vậy. Nói chung là nếu các bạn mà là người không phải chơi chuyên về AK, không phải là người hiểu sâu ấy, thì nói chung là rất khó phát hiện được những cái chi tiết như vậy. Rồi tiếp nữa là đến một cái chốt, chốt này để nó móc cái nó khóa lại cái stock này, cái chốt này nó khóa stock lại để khi các bạn gặp lại nha, gặp lại đấy, rất hay, gặp vào cứ chắc chắn luôn, không có chuyện bung ra được đâu. Còn khi muốn mở thì các bạn ấn vào đây đấy. Nhanh lắm, việc mà đóng gấp vào đó nó chỉ là bấm hai nút, bấm nút này để gặp, bấm nút này để mở, nhanh, rất nhanh. Mà những cái cây mà gặp được stock thì hay rồi, cảm giác khi mình vận chuyển đi lại cái thứ thì nó đều rất là gọn đấy. Tiếp đến là chúng ta có một cái ngàm, cái ngàm này các bạn gắn các cái mouse scope để gắn vào đây. Nhưng mà thực sự ra cái tư duy của các bạn, những người mới chơi ấy, thì rất hay là thích cái súng của mình nó phải gắn thêm cái nọ, gắn thêm cái kia. Nhưng mà riêng chơi AK mà gắn, các bạn gắn phụ kiện ấy, nó chơi rất là khó. Thứ nhất là các bạn kiếm stock của Nga cơ đấy, mà cái gắn stock của Nga kiếm hơi bị khó luôn đấy. Thế nên là theo theo như mình ấy, thì các bạn cứ để nguyên như vậy, các bạn chơi trông nó rất là phong trần mộc mạc. Cái hồn hồn cốt của cây AK huyền thoại. Còn bây giờ lên AK-12 thì mình thấy nhiều rát nhiều thứ lắm. Nhìn trông stock còn stock rút của NATO cơ, nó là một cái gì cái nhỉ, xã hội chủ nghĩa định hướng kinh tế thị trường đấy. Mình thứ hai nó vui với anh em như vậy. Tiếp đến là chúng ta có một cái nút nút khóa cái chốt, cái đây là cái chốt bấm để mình mở, để mình tháo cái ngàm ở đây này, bấm cái chốt thì nó tháo cái ngàm đây, tháo cái ngàm này thì các bạn mới mở được cái stock, hai cái báng gập lại đấy. Cái báng này thì được làm bằng nhựa nhưng mà cũng cực kỳ chắc chắn, tin mình đi. Đấy. Đây là một cái chốt nữa để nhả cái khóa chỗ này để mở cái báng ra. Tiếp ở trong có để bộ dụng cụ nhưng thực sự ra không có bộ dụng cụ vệ sinh. Bên này cái máy chúng ta có thêm một cái khóa, cái chốt dây đeo. Đấy. Một cái selector chọn chế độ bắn full auto giữa sơ bi ngoài cùng. Lần đầu tiên mình chơi AK mình cứ nghĩ là lớp đầu tiên là sơ bi, lớp cuối cùng mới là full auto, nhưng không phải, riêng AK trượt cái cuối cùng là ấy luôn, là sơ bi, còn đây mới là full auto. Đấy. Cô bác đây, cô bác của AK các bạn phải kéo như này. Đấy. Nó khác với những dòng M4 thì nó là cái xoay, còn đây thì các bạn phải chỉnh cho này, kéo lên kéo xuống. Chúng ta có một thước ngắm nữa, chọn các chế độ nhưng mà thường thì mình cũng không hay chọn lắm đâu, mình chọn bâng quơ rồi đó, mình ngắm theo cái đầu ruồi mình sấy, vui rất vui. Cứ nghĩ là AK lạnh nhưng mà thực sự là những cái cây như này ấy, thì gần như là chả lắp thêm cái phụ kiện gì nữa. Còn nếu các bạn như mua những dòng HK hay dòng M4 thì các bạn phải lắp thêm red dot này, lắp thêm scope này các kiểu, lòng quàng thì nó cũng nặng gần bằng đấy chứ không phải là ít đâu. Chúng ta có cái hook up, ta có cái gearbox. Ok. Đấy rồi, đấy gì mình chia sẻ cho anh em. Bây giờ chúng ta sẽ lắp pin và test. Ok, mình đã vừa lắp đạn, lắp pin cho cái súng của giờ chúng ta. Trăm 80 fps. Ba trăm tám mốt fps.
380 fps. Ba trăm bảy bảy fps. Đấy. Subi. Full auto. Hết đạn. Wow. Tổng kết lại là mình vừa mở hộp và chia tay nhanh cho anh em cây AK74MN của hãng LCT. Nhìn chung là đây là một cái súng mà mình rất là thích. Vì sao lại thích? Bởi vì nó vẫn còn hồn cốt của AK xã hội chủ nghĩa. Nó tiền thân từ cái AKM trở lên và nó rất là gọn và chắc chắn. AK cầm sướng chắc chắn. Những cây mới như AK Tactical hay là AK-12, AK-12 thì mình vẫn cũng ok thôi, nhưng mà mấy cái dòng Tactical ấy, có cái ray rát thì mình rất là không thích lắm. Còn những cây này, đấy, nó gắn liền với một bộ quần áo Nga kèm thêm bộ, kèm theo cây súng này nữa thì quá ngầu luôn, trời ơi. Rất là phê, mà dòng LCT thì cao cấp rồi, yên tâm rồi, cứ thế chơi thôi, không phải suy nghĩ gì. FPS thì rơi tầm 380-400. Cây AK-12 của mình mới về trước chỉ 380 thôi. Và mình chơi hơn 1 năm, mình thấy đó, chả vấn đề gì. Cứ thế mà chơi thôi. Còn cái này thì mình nghĩ cũng vậy đâu. Bắn tầm 300-400, à 380, 350 đến 400 FPS là vừa tầm, anh em chơi nó nhẹ nhàng, yêu thương nhau. Mạnh quá, dễ xuất mẻ tình cảm với nhau lắm. Rồi vậy thôi, đó là những gì mình chia sẻ với anh em về cây súng AK-74MN này. Rất thích, rất phê, rất ngon. Cảm ơn anh em xem clip, chào anh em.